Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dream High Audio, âm thanh Nhật cao cấp. Hôm nay em vừa về được một ít hàng loa Foodbox, loa của Anh. Giới thiệu qua với các bác thì tí em sẽ bóc và test từng đôi một sau. Chúng ta sẽ có một đôi Tannoy Saturn S8. Con loa này nếu các bác tìm hiểu Google thì nó được đánh giá khá là cao, cực kỳ dễ ghép âm ly và giá thành nó rất phù hợp. Con này em bán dưới 20 triệu. Bác nào có nhu cầu thì cứ inbox trực tiếp. Con này thị trường bán khá là cao tiền đấy. Con này full box tiền vàng luôn. Thì nó sẽ bóc ký con này. Con này nó là công suất max 175W, nặng 20 cân một chiếc. Và nó trở kháng 8 ohm. Nói chung nó đồ nhảy 91 dB. Con này không khó ghép âm ly lắm, rất dễ ghép. Em có hai đôi 805 BMW của Anh. Cái thùng nó sẽ hơi khác một tí. Cái này em nói qua. Con này em mua ở shop bên nước ngoài nó demo, nhưng không hiểu nó, em mua con Nautilus, nhưng nó đóng toàn là thùng 805 Diamond. Thùng nó khớp luôn các bác nhé, hai con loa này kích thước cùng nhau luôn, nên thùng nó zin khớp khịt luôn. Chỉ có cái thông cái tên ở ngoài nó khác thôi, còn bản chất loa những con này đều mới 99% luôn, mua tại cửa hàng bay về luôn. Con loa này thì khá đắt tiền, nó tầm loanh quanh khá là cao tiền đấy, hơn 30 triệu một chút. Con này thì nó sẽ kén âm ly hơn, những cái dòng đầu 8 của BMW nó tiếng rất hay nhưng nó sẽ kén được cái đồ đánh hơn tí. Những cái không gian tầm khoảng 30m² đổ về, mà bác nào cần một đôi bookshelf hay và đẹp thì con đôi này rất là đẹp luôn, nó làm vào gỗ rất đẹp. Thì tí nữa em sẽ khui hàng, thì nó test qua, em giới thiệu qua như thế cái đấy.